sống ở đời giả ngu một chút, lợi lộc trăm đường. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Ngẫm Chuyện Đời. Kính thưa quý vị, sống trên đời giả ngốc cũng là một nghệ thuật, đó là cảnh giới cao nhất của sự thông minh trí tuệ. Không phải ai cũng có thể giả ngốc để cuộc sống của mình đỡ mệt mỏi. Người biết giả ngốc đúng lúc ắt hẳn là người thông minh. Khi cuộc đời có quá nhiều kẻ thông minh, người biết giả khờ mới giành chiến thắng sau cùng. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 4 đặc điểm của người thông minh nhưng luôn biết giả khờ, giả ngốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chiêm nghiệm và hiểu hơn quý vị nhé. 4 đặc điểm của người thông minh nhưng luôn biết giả khờ. 1. Người biết giả khờ là người hiểu rõ trong lòng hồ đồ ngoài mặt. Dù có thông minh hay khôn ngoan ra sao cũng không nên thể hiện ra mọi lúc mọi nơi. Có những thời điểm, giả khờ chính là một nghệ thuật ứng xử khéo léo, là cảnh giới cao nhất của một trí tuệ thông thái. Tất nhiên, thông minh là tốt, không hề xấu, nhưng giả khờ lại có thể giúp người ta tránh được những mệt mỏi phiền toái rắc rối để có thể sống được suôn sẻ và bình an hơn. Biểu hiện của trí tuệ giả khờ ở người thông thái chính là một trạng thái tĩnh. Không hiểu cái đạo lý đó thì khó mà mưu thành đại sự. Giả khờ là quy tắc rất cần thiết khi đối nhân xử thế. Quan hệ giữa người với người thực ra là một điều rất khó vẹn toàn, thật khó để không phát sinh mâu thuẫn nếu như lúc nào ta cũng bộc phát hết mọi sự nóng nảy, tức giận, yêu ghét của bản thân ra thì cuộc đời sẽ rất mệt mỏi. Hình ảnh của bản thân cũng xấu đi vì những điều đó. Những lúc rơi vào tình huống bất lợi hoặc khó xử, nếu chúng ta biết cách giả khờ, biết cách nhắm một mắt, mở một mắt hay cố tình đãng trí đúng lúc, ta sẽ thấy mọi việc được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã học được cách giả khờ của người thông minh. 2. Người biết giả khờ là người bề ngoài khờ dại, nội tâm thông suốt. Bất cứ ai cũng đều mong bản thân mình được người khác khen ngợi là thông minh, tài giỏi, càng được khen nhiều càng tốt. Nhưng thông minh tài giỏi thật sự phải là luôn được hưởng hạnh phúc vui vẻ, chứ không phải kiểu thông minh luôn toan tính vướng bận trong tâm. Người xưa có câu, thánh nhân đãi kẻ khổ khờ. Người khổ khờ ở đây không phải là người không có trí tuệ, mà trái lại họ sở hữu một trí tuệ thông thái để biết lúc nào nên thông minh, lúc nào nên giả bộ khờ khạo. Bởi những người như vậy thường không tranh với đời, tâm tình sảng khoái, khoáng đạt, bao dung, nghe mà như chẳng nghe, quan tâm vào làm việc của mình, không dính vào thị phi, nhìn mà như chẳng thấy, tầm nhìn xa rộng, không câu nệ tiểu tiết, làm mà không đòi hỏi, khí chất cao thượng, sống vì mọi người, tâm tĩnh, không rối bận, ung dung tự tại, trí huệ thâm sâu. Như vậy, những người như thế chẳng phải là rất thông minh hay sao? Cái thông minh của họ nằm ở chính sự khổ khờ ngốc nghếch, không mang đến những thứ vặt vãnh, xem nhẹ quyền thế danh lợi, không vấp phải thị phi. Cứ thế, họ hiển nhiên sẽ không vướng phải phiền não, cuộc sống thanh thản yên vui. Người thông minh ngoài mặt có thể biểu hiện sự ngây ngốc ngô nghê, nhưng thực tế trong tâm lại rất sáng suốt, không chuyện gì không rõ. Đó chẳng phải là một nghệ thuật sống vô cùng cao minh hay sao? Bên cạnh đó, còn người ta sống trên đời, nếu quá rét nét sẽ chẳng thể có bạn, cho nên làm người không thể quá so đo, cũng không thể quá khôn khéo, đôi lúc cứ hồ đồ một chút, cho người khác một khoảng không gian, cũng tức là cho mình một bầu trời rộng lớn. Bề ngoài biểu hiện hồ đồ, nhưng nội tâm lại thông tỏ, hiểu rõ lúc nào cũng điều chỉnh được chính bản thân mình. Phóng tầm mắt ra xa để quan sát mọi việc một cách khách quan và ở góc rộng nhất. Đương nhiên, đừng chỉ nhắm vào khuyết điểm của người khác. Bạn phải hiểu được, chịu thiệt một chút thì mới có được những thứ lớn lao hơn. Người thông minh nhưng lại giả hồ đồ chính là người luôn xem người khác là bạn bè. Thậm chí dù đó là người đã từng mạo phạm mình cũng có thể mỉm cười đối mặt. Người không tính toán so đo sẽ tránh được rất nhiều xung đột, cũng lại có thể gặp được nhiều người hữu duyên hơn. 3. Người biết giả khờ sẽ hạnh phúc, người quá thông minh sống chỉ mệt mỏi. Người thông minh thường nghĩ quá nhiều,
tâm trạng cũng vì vậy mà dễ phiền muộn, quan tâm quá nhiều, dễ mẫn cảm đa nghi, làm người phải ngốc nghếch một chút thì mới có thể thản nhiên đối đãi với mọi sự tình trên đời. Khờ khạo không phải thể hiện chỉ số thông minh thấp hay là người chậm hiểu, mà là thấu tỏ nhân sinh nên thêm một phần thản nhiên. Vậy cho nên, làm người ngốc nghếch một chút sẽ tốt hơn, quá tính toán sẽ chỉ làm khổ bản thân mình. Với người ham món lợi nhỏ, người biết già khờ, đừng ngại mà nhượng lại họ vài phần. Với những người ham sĩ diện bề ngoài, đừng ngại mà không buông lời khen họ vài câu. Với những người thích nịnh hót Azure, tốt nhất hãy yên lặng rời xa, không để ý đến. Giả khờ không phải là nhìn không thấu, mà là nhìn tỏ nhưng không nói ra. Không phải không cảm thấy tổn thương, mà là bớt nghĩ sẽ bớt phiền muộn. Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chỉ cần bạn hiểu được khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Ấy là bạn đã nắm hạnh phúc trong tay. Chẳng ai có thể nói trước hay chắc chắn cả cuộc đời mình sẽ trôi qua thật thuận lợi. Vì thế lúc đắc ý hãnh diện nhưng không được quá kiêu ngạo, lúc thất thế càng không thể sa sút tinh thần. Thay vào đó hãy tích lũy năng lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Thua keo này ta bày keo khác. Có những người nhìn không thuận mắt thì đừng để ý đến nữa. Có những lý lẽ không thể nói rõ ràng thì thôi không giải thích thêm nữa. Có những tư tưởng không thể nghĩ thông thì thôi đừng mãi vướng bận trong lòng. Ở đời không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một dạng từ bi. Buông tha cho chính mình cũng chính là buông tha cho người khác. Khi đó cuộc đời sẽ thanh thản hơn rất nhiều. 4. Người khôn ngoan nhất chính là người biết giả khờ. Một lần nọ, Đức Khổng Tử đến thành đạo Lão Tử. Lão Tử nói rằng: lường cổ thâm tàng nhược, hư quân tử thịnh đức dung mạo, nhược ngu. Ý nói rằng người buôn bán giỏi thường khéo léo giữ của đến mức người khác tưởng như họ không hề có gì, còn người quân tử có đức tính khiêm cung cao quý nhưng bề ngoài lại giống như kẻ ngu ngơ. Vậy vì sao người tài chế lại thường giả khờ? Người ta nghĩ rằng có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng tỏ cho người khác biết mình thông minh ra sao với mưu cầu tiến thân. Nhưng cổ nhân lại cho rằng cách xử thế giả khờ mới là cảnh giới tu rèn cao nhất và cũng vẹn toàn nhất của con người. Người biết giả khờ thường không thích thể hiện bản thân, như vậy sẽ giúp họ tránh được tai họa không đáng có. Sống ở đời, ngốc nghếch một chút lại có thể giữ được ân tình, có thể bao dung độ lượng, đối xử công bằng với người khác thì cuộc sống mới thanh thản và an vui, không lo vướng bận. Cần phải hiểu rằng giả khờ trước hết là biểu hiện của sự tu dưỡng hàm dưỡng và đức tính khiêm nhường. Người xưa dạy rằng kẻ ỷ vào chữ tài sẽ nguy khốn, vì tại ỷ vào danh sẽ bị chữ danh ấy hành, thậm chí là mất mạng. Cũng như đại thi hào Nguyễn Du từng nói: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Làm người nên ngốc một chút cũng không có gì là thiệt thòi. Quý vị thân mến, có người từng nói rằng khả năng cơ bản của con người là sống chứ không phải tồn tại đơn thuần. Vậy sống thực sự là như thế nào? Đó có phải là chấp nhận thay đổi, đối mặt với khó khăn thử thách, vượt qua chính mình để có được những điều ý nghĩa, chứ không phải chỉ nỗ lực để tồn tại buồn chán từ ngày này sang ngày khác? Bạn đang sống hay tồn tại? Để sống cuộc đời trọn vẹn theo đúng nghĩa, hãy suy nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất với mình. Hãy tập trung vào chính bản thân bạn, đừng quan tâm tới những gì người khác nghĩ hay muốn bạn phải làm theo. Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 3 lời khuyên cho những ai đang muốn thoát khỏi những khuôn khổ sự tẻ nhạt vô thường, thực sự mong muốn mình được sống cháy bỏng, được trải nghiệm và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình. Hãy sống, đừng tồn tại bạn nhé. 1. Học cách trân trọng những thứ mình đang có, tôn trọng những người xung quanh. Đôi lúc con người ta không thể nhận ra giá trị của những điều mà người khác đang làm cho mình cho đến khi người ấy không còn làm nữa. Đừng như thế, hãy trân trọng những gì
mà bạn đang có, biết ơn những ai yêu quý và quan tâm bạn, bạn sẽ không bao giờ biết được tầm quan trọng của những người đó cho đến khi họ không còn bên cạnh bạn nữa. Còn ghi nhớ những điều chúng ta cần trân quý trong cuộc sống, bạn sẽ thấy được rằng nó mang đến cho bạn nhiều hơn những gì bạn đã từng nghĩ. 2. Đừng bận tâm tới những lời nói tiêu cực. Đặt trường hợp bạn là một tài khoản ngân hàng, nếu bạn cho phép người khác rút ra nhiều hơn gửi vào thì chắc chắn sẽ có một lúc số tiền trong tài khoản bị thâm hụt. Trong cuộc sống cũng vậy, để không bị tổn thương, bạn cần phải học cách bỏ ngoài tai những lời phê bình không mang tính xây dựng. Chẳng ai có cái quyền phán xét bạn, vì vậy bạn cũng không cần quá để tâm tới những lời nói của người khác. Điều bạn cần phải làm là cho phép hay không cho phép những lời nói đó ảnh hưởng đến bạn. Đặc biệt, trước những phát ngôn động địa, cách tốt nhất là nên từ chối tiếp nhận. 3. Hãy tha thứ cho những người làm tổn thương bạn. Hãy học cách tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể đặt niềm tin vào họ một lần nữa. Nên nhớ rằng bạn không đủ thời gian để ghét một ai đó, bởi vì bạn đã quá bận rộn khi phải yêu thương những người yêu thương bạn. Người biết nhận lỗi là người dũng cảm nhất. Người biết tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Người biết tiến lên phía trước là người hạnh phúc nhất. Hãy sống thật dũng cảm, thật mạnh mẽ và thật hạnh phúc. Chúng ta không thể nào đạt được những điều mình mong muốn nếu không hành động.